cho cái đạo truyền giáo của Chúa mỗi ngày một phát triển tốt hơn. Cho nên giáo xứ chúng ta cần phải thực hiện một chương trình cai quỹ. Chúng ta nghe nói rất là nhiều từ khi con đến giáo xứ vào tháng 7 năm 2015. Nhưng ngày hôm nay, cùng với toàn thể giáo xứ gọi nôm na là long trọng tuyên bố cách công khai chương trình cai quỹ của giáo xứ. Và chương trình cai quỹ này với tiếng Anh là Living Our Faith, Building Our Future. Hãy sống đức tin và dựng xây tương lai. Và chương trình này sẽ bắt đầu vào tháng 7 tới đây và sẽ được tiếp tục trong 3 năm liên tục cho tới tháng 6 2021. Tất cả những tiền hưởng ứng mà quý bà mẹ chia đã giúp cho giáo xứ từ ngày mà chơi đến đây 2015 cho tới bắt đầu tháng 7 này, thì con gọi năm nào là quỹ xây dựng của giáo xứ trước cái chương trình cổ võ này được đưa vào một chương mục của giáo xứ. Dĩ nhiên nó cũng là quỹ xây dựng, nhưng nó chưa có cộng vào trong cái chương trình xây dựng cổ võ này. Và những gì chúng ta hưởng ứng trong 3 năm tới đây, nó cũng sẽ được nằm vào trong chương trình cai quỹ của giáo xứ để mà xây tòa nhà. Nhưng chúng con muốn đưa nó qua một cái chương mục khác để chúng con xem sự vận động của chương trình cai quỹ hãy sống niềm tin, cải dựng tương lai này chúng ta hưởng ứng là bao nhiêu, để không có trùng với những cái gì chúng ta đã hưởng ứng trước đó. Nhưng cuối cùng nó cũng là một chỗ. Chẳng hạn Cộng đoàn Việt Nam Thân Cương của chúng ta, từ ngày con về con mở một cái chương mục, con số mang tên là 624. Giống như mọi người chúng ta có cái số ID, có cái số công bình giống như chúng ta, nhưng cộng đoàn Việt của chúng ta là con số 624. Hội Lê Dô Marie, hội các đoàn nhà công giáo, các em chú ý thánh thể, phong trào Kusiyo, vân vân và vân vân, đã mở các chương trình cây quỹ cho giáo xứ trong 2 năm qua. Đặc biệt là cộng đoàn chúng ta đến với lại Chile Cung Ấp tại thành phố và Thursday Tuesday, thì tất cả những cây quỹ đó được đưa vào chương mục 624, nhưng lưu vào đây là đến từ Deso Marie hay đến từ các hoạt động công giáo vân 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 vân. Con số đó 2 năm vừa qua đến ngày hôm nay lên đến đã gần 20.000. Đó là sự hưởng ứng quý bà ban chen và tất cả các hội viên, các ban ngành đoàn thể. Trong tâm tình đó, chúng ta cảm ơn nhau và chào con tay. Tuy nhiên với con số đó, chúng ta không thể ngừng lại và chúng ta muốn bước vào một chương trình cây quỹ mới. Và trong tương lai, con hy vọng chúng ta sẽ hưởng ứng thêm. Trong chương trình cây quỹ này chúng ta làm gì? Trước tiên chúng ta sẽ xây một tòa nhà ngay đằng sau bức tường này tượng Thánh Giá. Phía bên tay trái, từ tay phải của Chúa Giêsu trở về đây, chúng ta sẽ xây một tòa nhà hai lầu. Và phía bên tay phải của Chúa Giêsu đến với cái đàn piano, chúng ta sẽ xây một tòa nhà mới một lầu. Tòa nhà hai lầu bên đây gồm 10.000 square diện tích và ước trần là chúng ta chi phí 4 triệu đô la. Sẽ có hai lầu, lầu tầng trệt sẽ có những bức tường để chia làm 4 phòng khác nhau, hoặc chúng ta dùng trở thành hai phòng lớn, hoặc là 4 phòng nhỏ, hoặc là chúng ta trở thành một cái hội trường mới, hội trường thứ hai. Dĩ nhiên chúng ta cũng có phòng vệ sinh, có thang máy để lên lầu 2. Ở trên lầu 2 của tòa nhà bên đây, chúng ta sẽ có 5 phòng tất cả, mà một phòng rất đặc biệt để dành cho các ca đoàn của giáo xứ, các đoàn của trường học, các đoàn của cộng đoàn Việt Nam chúng ta, của các anh chị em Tây Cơ, Philippines và các đoàn Thái Tiên Năm. Và 4 phòng khác cũng nhằm mục đích để cho hội họp và các lớp học cho các em học sinh tương lai. Và tòa nhà bên tay phải của Chúa Giêsu
là tòa nhà một lầu, và đây là văn phòng của giáo xứ, sẽ gồm các văn phòng của các vị linh mục cũng như là các thầy sáu và các nhân viên của giáo xứ. Và chúng con chỉ làm một lầu mà thôi. Và sau đó khi xây xong tất cả các văn phòng hiện tại từ trên lầu cũng sẽ tươi các dễ trẻ sẽ được gom vô một văn phòng mới. Và ước chừng là 2 triệu đô la và với diện tích là 3,100 square. Sau khi chúng ta xây được ngôi tòa nhà thứ hai thì chúng ta sẽ sửa sang lại cái văn phòng mà hiện có chúng ta với cái hồ trường đang có ở trên lầu. Khi mà xây xong tòa nhà thứ hai này, chúng ta sẽ mời hết tất cả các chuyên viên trên lầu và sẽ tươi qua văn phòng làm việc mới. Và toàn bộ ở trên lầu đó chúng con sẽ chắc bức tường sẽ được dựng sập xuống, tức là không còn bức tường nữa, để chúng ta có một cái gian rộng lớn cho cái youth center, gọi là trung tâm cho các em thiếu nhi của chúng ta. Và văn phòng của con đang hiện ở bây giờ cũng như là cũng chả khó, thì chúng ta sẽ sửa thành một cái restroom mới rộng hơn cho nam. Còn cái văn phòng hiện tại của những các cô đang ngồi phía bên tay phải của chúng ta vào sẽ sửa thành nhà vệ sinh nữ khang trang hơn. Và sau đó chúng ta sẽ mở một cái lối vào cái ho cái hội trường mới và để một cái thang máy để đưa lên lầu chúng ta thiếu nhi. Và nhà bếp chúng ta sẽ nối dài ra hơn nữa, không như hiện tại bây giờ. Và chúng ta sửa lại cái hội trường một cái khang trang, để chúng ta sửa lại trên cái sân khấu và gắn lên các cái máy mà để chúng ta chiếu hình, thì ước chừng đó là 1 triệu đô la. Với tổng chi phí như vậy và ước chừng là 7 triệu đô, cho nên chúng con sẽ có một ngày gọi là khai trương cho việc gây quỹ này, đó là vào ngày lễ lòng thương xót Chúa và ba tuần lễ nữa tại hội trường vào ngày 8-4 và lúc 7 giờ tối. Và mời tất cả mọi người chúng ta đến thời gian cho phép xin ghé lại giáo xứ và sau thánh lễ chiều lòng thương xót Chúa và lúc 7 giờ tối. Và ngày hôm nay con là chính thức để thưa truyền với quý bà anh chị em. Vì thế con xin quý bà anh chị em bắt đầu chúng ta cầu nguyện thêm để chúng ta sẽ hưởng ứng như thế nào và chúng ta sẽ giúp cho giáo xứ như thế nào trong chương trình 3 năm tới. Những gì mà chúng ta đã hưởng ứng 3 năm trong 2 năm vừa rồi dĩ nhiên là đang còn ở đó, đang hiện ở đó. Nếu chúng ta muốn cộng thêm nữa thì con số sẽ được đưa lên thêm và chúng ta sẽ có sớm để chúng ta phải còn sớm. Con xin quý bạn xem tiếp tục cầu nguyện thêm để vào ngày 2/6 và ngày 3/6, ngày đó là ngày mà chúng ta mời gọi hết những người trong giáo xứ để thực hiện một việc gọi là lấy cái tờ giấy hứa, để chúng ta hứa bắt đầu từ tháng 7/2018 trở đi mỗi tháng chúng ta sẽ hưởng ứng bao nhiêu. Có thể chúng ta sẽ đưa lên, trong quá khứ con có mời gọi là 3.000 mỗi một hộ, mỗi một năm là 1.000 đô. Nếu những hộ chúng ta chưa hưởng ứng trong 2 năm vừa qua thì đây cũng là một lần nữa mời gọi tất cả các hộ, các anh chị em mà chưa hưởng ứng xin chúng ta hưởng ứng thêm. Hoặc chúng ta về nói chuyện với thêm công ty là vì chúng ta có thể có matching gift hoặc là như thế nào đó để chúng ta tiếp theo giáo xứ. Và vào buổi chiều 2/6 buổi chiều đó các em thiếu nhi có thể có việc gây quỹ ở trong một trường, như là chúng ta buổi chiều mời tất cả mọi người chúng ta đến để chúng ta cùng nhau và hưởng ứng và hứa.